Mình xin được mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình mời quý cô chú anh chị và các bạn về thăm Huế vào một buổi trưa trời nắng ấm quý vị. Đây là khu vực ngay gần với chợ An Cửu đây mọi người. Hôm nay mình sẽ về thăm chợ An Cửu, gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh vào buổi trưa. Mấy hơi ngày hôm trước thì trời nó âm u, cho nên mình cũng không có quay được cho quý vị và các bạn xem. Hôm nay mình quay trở về đây để gửi tới quý cô chú anh chị một vài hình ảnh vào buổi trưa ngày trời nắng đẹp. Hôm nay mình sẽ đi vào đường Đặc Mừng Ngữ quý vị. Ở phía bên kia là đường Phan Đình Phùng, bên đây là đường Hùng Vương. Và hướng đây là hướng của anh Hùng Vương lên An Cửu đó quý vị. Bến xe phía nam. Đây là vào phía trong chợ An Cửu. Hôm nay mình chạy về hướng đường Đặng Văn Ngữ để quay gửi tới quý cô chú anh chị một vài cái hình ảnh ở nơi đây. Thì đương nhiên thì thời tiết nó đẹp hơn ngày hôm trước thì mình sẽ dễ quay hơn. Đây có chú thì mình xin vào đây. Con chào chú ạ. Chú nói được không? Chú nói chuyện được không? Chú tên chi? Chú nói chuyện cũng được. Nói được không? À, chú tên chi chú? Nguyễn Văn Toàn. Nguyễn Văn Toàn hả? Nhà chú ở Mô. Không biết nhà ở Mô luôn hả? À, dạ vậy hả? Xin ăn à, xin ăn. Chú bị bệnh, chú bị cho chi ăn này. Dạ, chú bị bệnh chi à? Bị đau. Cái đau đau chân à? Dạ. À dạ vậy hả? Dạ. Ai cho đồng Mô được đi ăn luôn rồi. Dạ. À, chú gãy chân lâu chưa? Ờ, đi là hơn một năm rồi. Hơn một năm rồi chú. Dạ. À. À, dạ vậy hả? Rất là buổi tối rồi về là nhà chú ở Mô. Qua bên Mô. À, đằng xanh đằng đỏ hả? Dạ, qua bên đường á. À. Dạ. À vậy hả? À. Chú không biết, không nhớ nhà ở Mô luôn hả? À, đấy hả? Là chú lên ở đây lâu chưa? Lên đây chợ ông Cửu đây lâu chưa? Hồi nớ hả? Dạ. Hồi nớ là khi nào? Hai năm rồi. Hai năm rồi hả? Dạ. À dạ dạ. Xin tiền ăn cơm. Xin tiền ăn cơm hả? Dạ. Sáng giờ xin được bao nhiêu rồi? Đó. À đó hả? Dạ. Mười mấy nghìn hả? Dạ. Dạ. Có chị Hiếu ở bên Cali á, gửi tặng cho chú 200 hả? Dạ. Đây con gửi chú, có chị Hiếu bên Cali gửi tặng chú 200 mấy. Dạ. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Chú coi về nhà kiếm nhà mà về chứ không biết, không nhớ nhà ở Mô hả? Chú ngồi ở đây lâu chưa? Anh ngồi bên kia hả? Mà ý là có nghĩa là nhà ở đâu không biết luôn, không nhớ luôn à? Không nhớ nhà ở đâu về luôn. Đi hồi nhỏ chưa luôn hả? Mà sao bị gãy chân không biết lâu chưa? Bị tai nạn á. Bị tai nạn mà không biết có đi viện đi đâu được, không biết mới chắc để nữa luôn rồi. Dạ. À, buổi tối là chú hay nằm bên chỗ bên xanh đằng đỏ bên đi à? Nằm bên mày cái gian này đó. À. Bên về hè bên đó hả? Dạ. 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 Chứ cũng nhớ nhà mà về nữa chứ. Ngày xưa là chú ở Mô chú cũng không biết luôn hả?
Phú Bình à? Chú có vợ không? Không có vợ luôn hả? Cái bây giờ chứ vợ có. À, hồi nhỏ luôn. Không lang thang rồi đó. Dạ, tuổi như này không có nhà cửa gì cả, mà đi hồi nhỏ chứ mà thấy cũng kinh đó, chắc cũng lâu rồi không tắm, không rửa gì cả luôn này. Tuổi nè. Lâu rồi chắc không tắm rửa gì. Kiếm chỗ mua mà đứng chờ có đồ có chỗ mua mà cho chú tắm cái mà lâu rồi. À, gì giờ mua? À, thì đem mấy quần nho của tuổi. Dạ. Yeah. Chú ơi con có hộp khẩu trang này, chú đeo khẩu trang vô cả dịch ni nguy hiểm ấy. À, thật là tháo khẩu trang đeo vào. Trong đó có 5 cái. Cô bảo quên tay với tôi. Dạ. À dạ để con kiếm bộ áo quần này, con quay lại con gửi cho chú ấy. Để khi mua con quay lại con gặp chú ở đây à. Ở đây hay là bên kia? Bên nữa này, ông hay ngồi bên nữa. Dạ dạ để con kiếm bộ áo quần rồi con hôm nào con quay lại rồi chú ấy. Dạ dạ rồi biết chú ở đây là được rồi. Chú tháo khẩu trang đeo vào đi chú, dịch giả đi mà không đeo khẩu trang ngồi nguy hiểm. Có cái đường mở nữa, có cái đường mở đấy chị nè, chị cần mở ra xong gài lại cả 5 cái đâu. À bên kia bên đó hả? Là bên đường Phan Đình Phùng á à, cô? Dạ đường Phan Đình Phùng à. À ó dạ. 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 Để khi ngày mua kiếm bộ áo quần rồi con gửi cho. Lấy cái. Ồ lấy cái đeo vô luôn. Vô. Đeo sửa lại giùm cho chú cái ó. Dạ. Dạ rồi con chào chú con đi đã. Chú ơi, lát nữa mua cơm mua đồ ăn chú ơi. Dạ. Đây chú ngồi đây chắc cũng lâu lắm rồi. À, không tắm rửa gì đó quý vị. Thì nghe kể thì chú ở đâu dưới Phú Bình đó mọi người nè. Qua video thì mọi người có xem được thì comment giúp cho mình, nếu mà biết ai là người thân để đưa chú về tắm rửa, chắc cũng khá lâu rồi không được tắm rửa mọi người. Thì hôm sau mình chắc cũng kiếm mấy bộ áo quần để đưa lên cho chú thay, chú tắm rửa. Bây giờ ngồi để xin trước là kiếm đồng mô cơm đồng đó. Nay mình tiếp tục đi dạo quanh thành phố Huế ở đây. Đây là đường dọc với dòng sông An Cừu đây mọi người. Ở đây thì giờ vào buổi trưa nó vẫn còn rất là đông. Nơi đây thì mình thấy con đường đây thì nó còn nằm sát bờ sông rồi, cũng lưu thông thì nó cũng rất là nguy hiểm đó mọi người. Tiếp tục di chuyển trên trục đường Đặng Văn Ngữ này một lát. Bên đây là trường tiểu học số 1 An Đông đó mọi người. Tiểu học số 1 An Đông. Đây ở đâu đó thì vẫn còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự chia sẻ giúp đỡ của quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm. Thì mong rằng được cái sự kết nối của mọi người. Đây là An Cừu Đông đó mọi người. An Cừu Đông cà phê. Mình thấy có hai con rồng phía trước cũng khá là đẹp. Như là mình ít khi qua đây, thì hôm nay buổi trưa mình cũng chạy ngang qua chợ An Cừu, chạy thẳng vào đường Đặng Văn Ngữ
quay cho quý vị và các bạn xem một số hình ảnh ở nơi đây. Trong quá trình di chuyển cũng gặp những hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ thì mình cũng gửi một số món quà của quý nhà hảo tâm. Đến các hoàn cảnh khó khăn ở đây cũng có một cái view cũng khá là đẹp đó mọi người. Đường phố Huế thì ngoài những cái trục đường chính thì xung quanh cũng còn có một số con đường nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp mọi người. Thì nó nằm chạy dọc theo các cái con kênh như thế này. Mặc dù kênh thì ở phía dưới thì nước nó không được sạch sẽ cho lắm, nhưng mà dù sao thì nó cũng rất là mát mẻ đó mọi người. Rất là mát mẻ. Đây, một chiếc xe ô tô mà chạy ngang thì chiếm gần hết cái phần đường rồi. Cho nên mà đi di chuyển trên cái trục đường này thì mọi người cũng nên chạy chậm và thận trọng. Đây chúng ta sẽ di chuyển qua cái trục đường. Đây là đường Hoàng Quốc Việt đấy mọi người. Và qua một đoạn Hoàng Quốc Việt. Hoàng Quốc Việt đây là đoạn đường trung tâm, kinh doanh buôn bán khá là nhiều. Qua đây là đoạn ngã tư Phan Anh rồi mọi người. Đấy, nếu chạy dọc đường này thì quý cô chú anh chị và các bạn sẽ về cầu Ngói Thanh Toàn. Thì vừa rồi thì mình cũng có chạy về đây để quay cho quý vị bạn xem cầu Ngói Thanh Toàn về giải đua trại và đua ghe, rồi các cái lễ hội khác, Thủy Hằng, Cơm Bình Dân. Mình sẽ chạy vào đường Phan Anh. Mình sẽ len lỏi vào những cái con đường tại thành phố Huế để ghé thăm các cái hoàn cảnh khó khăn ở đây. Ở đây có hoàn cảnh của cụ bà. Ở đây thì mình thấy khá là khó khăn. Mình dừng lại chút xíu. Đây gần quán cơm chị Liệu đây thì có bà đây mình con chào bà. Dạ bà đi mua đây bà. Bà đi lượm trái bao. Bà lượm trái bao hả? Dạ. Bữa trưa rồi bà chưa về ăn cơm hả? À? Chưa về đó. À chị bà về hả? Dạ con xin phép hỏi bà nhà ở mô. 89 Hoàng Quốc Việt. À 89 Hoàng Quốc Việt là đi ra ngoài đi à? Là đi vào kiệt 89 hả? Dạ. Vào kiệt 89. Kiệt 39 hả? 39 chứ phải là 89 hả? 39, à, dạ. Số gia 89. À, dạ bà đi lượm ve chai đi, một ngày bán được bao nhiêu tiền? Vài 30 ký chứ mà. Vài 30 hả? Dạ. Là đi từ sáng đến trưa rồi chiều có đi được không? Không, vẫn đi nè. Vẫn đi nè. Mệt à, đi bộ thôi hả? Không biết đi xe. Không biết đi xe à? Xe chứ không biết. Xe đạp đi được không? À, không. Xe máy không luôn. Chắc sẽ đi xe ô tô được hả? Đi xe lại cho đập chứ. Thì xe đạp đi không được, xe máy đi không được thì đi xe ô tô cho đăng được. Đi ô tô đi. Dạ. Hồi lái. Dạ. Lại mới đi. Dạ. Thì hôm nay con cũng gặp ba ở đây á, thì con thay mặt chị Hiếu ở bên Cali á gửi tặng ba 200 mai. Ba cảm ơn đó. Dạ. 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 Thì con cũng đi ngang đây vô tình gặp bà, thấy bà đi nhặt ve chai đây á. Dạ. Ông 85 mà mẹ mới 65 nè. Dạ thế hả? À. Con làm ăn xa. Con dạ. Làm ăn xa. Dạ. À dạ, thì cũng khó khăn mà ấy, dịch này cũng khó khăn ấy. Dạ.
Thì con cũng gặp ba, thì gửi ba món quà của nhà hậu tâm á. Thì con chúc ba khỏe mạnh thôi, chứ cũng không biết nói gì hơn. Dạ. Ba con xin cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ, rồi con cảm ơn ba hỉ. Rồi con xin phép con đi. Dạ, nhà ba răng răng bên á. Dạ, cái tiệc chậm cho hộp, cho tiệc. Nhà hộp á. Dạ, có nhà thì được rồi bà. Có nhà thì ở thì cũng được. Dạ, dạ. Dạ, đôi khi người ta có hoàn cảnh người ta không có nhà cũng vất vả. Thì thôi con chúc ba mình khỏe ba hỉ. Rồi, con xin. Dạ, dạ rồi. Ba đi. Ê. Hai ông bà ở chắc thôi mọi người. Giờ đi được ba trai buổi sáng. Bà ở bên đường Hoàng Quốc Việt. Đau lưng hả? Cả đau chân này hả? À. À, bị trang gối, dịch trang gối là bị khớp đó hả? Khớp nó khác, dịch da trang khớp nó khác. À. Đi hút. À, và đi hút à? Đi. Là ba có đi hút lần nào chưa? Đi lần lần thôi. À, tốn hết bao nhiêu tiền mà? 10 tiền. Ủa ghê đấy à? Ba có bảo hiểm không? Có bảo hiểm hồ nghèo. À, hồ nghèo này hả? À, dạ. Dạ. Dạ, con chào ba. Dạ. Ba đi bán vé số cả buổi trưa luôn à? Dạ, đi đây. Đang buổi trưa không về ăn cơm rồi đi bán. Con đi trưa, ba nghỉ mắc gì cháu mới đi trưa, gần rồi con đi về nãy đấy. Có gì cháu này hả? Dạ. Dạ. Ba đợi con xíu. Ba năm nay là bao nhiêu tuổi đó ba? Dạ, 66. 66 hả? Dạ. Thì sáng giờ bán được nhiều chưa ba? Mày lên mày bạn mày tới. À, đi trưa có hả? Dạ. Dạ, mình nhận vé ở vô. Dạ, con quá Thanh Toàn à? Dạ. À là ba ở con quá Thanh Toàn luôn à? Dạ. À, ủa, ủa bạn đi lên sao đi xe đi bộ mà đi xa vậy? Dạ, đi chuyến xe lên. À. Chuyến xe họ đi từ nơi mới mới chuyến lên. À, dạ ba. À, là ba ở con quá Thanh Toàn luôn hả? Lên dạ. Hồ Quốc Việt này thì cũng tầm 4 cây ba hay? Tầm tầm 4 cũng gần. À. Đi đấy về đó cũng đi chân thẳng thôi. À, dạ. Bữa nay có cái đường đó cũng về đi ha. Dạ. Dạ. Thì bữa trưa thì con cũng không ghé không mua vé. Dạ. Để có em của anh Uyển ở bên Cali á. Này gửi tặng bà 200. Dạ, bà hãy, cảm ơn dạ, dạ. Cảm ơn em được mạnh. Dạ. Đi đi dạ. Băng đi mạnh mẹ anh là mạnh ngay lần. Dạ, dạ, rồi hả? Dạ. Một ngày nhà ba đi dạ, được bao nhiêu? Đi quanh nước quốc đi lên thảo tạo đó rồi đi về đấy nữa. À. Đi xa lắm. Đi. Là một ngày là ba bán được khoảng bao nhiêu tiền? À, có ngày 70-80 ngàn. Dạ. 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 Có khi ở đây hàng cháu này là được 100. Dạ. Dạ vậy hả? Trúng dạ. Cháu á. Dạ dạ. Rồi cảm ơn em được mày luôn nhé. Dạ dạ cảm ơn dạ. Em của anh Uyển ở bên Cali á. Dạ, dạ con chỉ có trao giúp thôi. Dạ. Dạ, thôi cảm ơn em. Dạ. Quá dạ. Quý luôn đi thì đợi bận cho đi mà trưa. Đi dạ. Mà trưa ngồi ăn việc 10 ngàn một cơm mới đi lại á. À. Dạ. Dạ. Bất vả rồi. Dạ. Dạ. Dạ, à. Cảm ơn em đi. Dạ, dạ. Con thấy bà đau chân, thấy đi gần nhất dạ, từ đâu kia? Dạ, đau đi quán quốc đây, đi đây. À, là bị khớp hả bác? Dạ, đi quá bà đau chân luôn. À, đi nhiều quá hả? Dạ. Đi chân lắm. Dạ. Dạ. Dạ, thôi bà đi vào tranh thủ đi. Cảm ơn bà. Em. Dạ. Cảm ơn được mày luôn. Dạ, dạ. Cảm ơn bà. Dạ.